Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ trong video buổi tối ngày hôm nay Kênh học của tướng Lai sẽ hẹn hạnh gửi tới các bạn một ván cờ vô cùng hay, đặc sắc và đỉnh cao đến trong mùa giải tình nguyên bôi năm 2016 thứ hai đại có thủ rất mạnh của làng cờ tướng Trung Quốc để ưa thích lối chơi tấn công Bên đỏ đi tiên trong trận chiến trên là danh thủ chiếm hâm chủ tướng của cái đàn chiết tang, đồng độ cùng với ngoại tinh lai khách Vương Thuyết. Bên tiên của Tiểu Triệu chơi tấn công bằng phương án pháo đầu ngay có 2 bình 5. Bên vương đối lại bằng mã tầm tiến 7 hình thành hệ thống bình phong để hậu thủ ở trước pháo đầu rất mạnh của bên tiên. Chúng ta sẽ cùng xem nhanh những thủ pháp điều quân ở hai cao thủ ở giai đoạn khai cuộc. Mã tầm tiến 7, mã 2 tiến 3, pháo tầm tiến 2 và tiếp theo đường cờ mã 7 tiến 8 để phong tỏa đường ra xe của biến tiên. Thế đây thì bên đỏ có hai cách thức có thể chơi, một là phương án cờ binh 3 tiến 1, à, tiến tốt để mượn đường chạy phá qua lộ 3. Trong thực chiến của hình cờ thì bên tiên cầm con mã 7 tiến 6 ngay. Bên đen vương tượng 3 tiến 5 cùng cú trung lộ. Bên đỏ chơi hoành xe. Mã 8 tiến 7. Xe 1 bình 2 có lập đường xe pháo và lập tức là tình huống cờ chơi xe 1 tiến 1 chơi hoành xe. Thế đây thì bên tiên có khá nhiều cách thức có thể đi. Một là phương án xe 9 tiến 1 pháo là mình 7 trong thực chiến quyền cờ thì không muốn cho bên đen có thể chạy con xe có độ tứ bên tiên của danh thủ chứ anh ta cầm con pháo để chạy qua lộ 6 ngay vương tiến pháo phong tỏa và tiếp theo thì bên tiên lựa chọn biến hóa là xe 9 tiến 2 ngoài ra có thể lựa chọn biến hóa là pháo 6 tiến 1 để có thể bắt mã trên tiên cũng là một lựa chọn khá hay của bên đỏ trong thực chiến quyền cờ thì bên của danh thủ chữ ông hâm cầm phương án cờ là xe 9 đến 2 chúng ta sẽ cùng xem. Vương thiết pháo 2 2. Bên tiên cho mã chém tốt ngay. Và bên đen của ngoại tinh khách đã có thời cơ chạy còn xe 1 bình 4 ngay. Bên tiên cho xe 2 bình 7 và tiếp theo thì bên đen có hai lựa chọn có thể đi. Một là tình huống cờ là xe 1 3 để không chế điểm cao. Trong thực chiến quyền cục thì bên đen ngay lập tức ở vương đi đường cờ là pháo 2 thế 4 về bên tiên cho thoái mã bắt xe bên đen phải chạy đi và hai bên đấu pháo ngay xe thoái về bên tiên tiền pháo bắt mã và dưới đây thì bên đen có hai bên có thể đi một là phương án đơn giản nhất các bạn nhìn thấy được là binh 7 tiến một để giữ ba ngay trong thực chiến quỳnh các anh lập tức lựa chọn biến hóa là pháo 8 tiến một một thủ pháp điều quân rất là cao tay đang có tình huống bắt xe bên tiên tượng 7 tiến năm và bên đen từ đây mới tiếp tối là đường cờ bình bảy tiến một vẫn là dự mã Vậy các bạn thấy mà tượng không thể ăn qua được tượng ăn tốt là bị pháo vật qua bắt xe ngay bình bảy tiến 1 đến từ triệu mâm vương thò xe để bắt mã và dưới đây thì bên tiên của danh thủ Chiết ra là chọn biến hóa là mã 6 tiến bốn thoát mã đi tuy nhiên thì còn biến khác dành cho biến đỏ Đó là đường cờ mã 6 tiến 7 cũng là một lựa chọn hay khi có thể cây đường tìm cách có thể phá tượng đồng thời có thể khiến cho con mã đen ở lộ 3 có phần khó thoát hơn trong thực chiến quỳnh cờ thì bên tiên cầm mã sáu tiến bốn Bên đen vương tiếp theo đường cờ là xe 8 tiến 4 ngay, tiếp tục là chốc cây. Bên đỏ điều xe qua lộ tứ để phòng thủ. Vương xị 4 tiến 5 và tiếp theo thì bên đỏ đã lựa chọn biến hóa là thoái mã về để bắt mã của bên đen. Ngoài phương án trên thì chúng ta thấy thêm là bên tiên còn hai bên khác có thể chơi. Đối với phương án mà bên đỏ cầm binh 7 tiến 1 thì sao? Khi đó bên đen thì có thời cơ đi đường cờ mã 7 tiến 5 để chém tượng cảm thấy là cái hình công của bên đen là rất mạnh trong bối cảnh như vậy. Trong thực chiến của hình cờ này thì bên đỏ lo ngại đường tấn công của bên đen ở con mã chiến ngay lập tức để hệ thống cờ là mã bốn thoái ba. À, tuy nhiên trước khi đến với biến hóa này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thêm một biến khác có phần tốt hơn dành cho bên đỏ là phương án cầm con pháo vật qua cũng là đổi cây tuy nhiên là đường cờ vật pháo qua có phần tốt hơn. Đi như vậy thì bắt buộc là bên đen sẽ phải binh bảy đến một ngay. Bên đỏ thoái mã về mã bốn thoái ba có thể bắt xe các bạn thấy đây là một hình cờ khá đặc biệt khi mà bên đen trong bối cảnh trên có cầm con xe 8 bình 7 để bắt lại cây thì bên đỏ sẽ có thời cơ chạy con xe 4 bình 2. Ở đây thì có hai biến dành cho bên đen. Các bạn thấy được nếu mà đi theo hướng đơn giản nhất là đường cờ xe 7 đến 2 để cùng nhau bắt quân thì hình cờ đứng ra cái trạng thái khá là cân bằng và hòa hoãn về quân lực. Xe chạy qua có thể đi đường cờ là tượng 7 đến 5 thôi. À, hai bên đều còn hai xe và một mã chủ lực trong một hình cờ khác mà bên đen được chọn biến hóa tách con là xe 2 bình quân lộ 8 để giữ pháo thì sao? Ở à, khi đó thì bên đỏ vẫn thoát được mã bằng một đường cờ khá hay Rồi ngắn lăng mã để tấn công ngay. Và các bạn thấy là không thể ăn mã được, ăn mã là chết xe ngay. Bắt buộc là bên đen phải thu về và khi đó thì bên tiên sẽ có thời cờ nhảy qua vị trí cả mặt tượng để đe dọa tấn công. Đây là cái à, bối cảnh mà hai xe của bên đen để phải ở chạy có bật tốt đồng thời giữ lộ 4 để phòng thủ đây là cái bối cảnh mà bên tiên có thể ra được cửa xe 98 thì đầu có thể hoàn toàn cân bằng đối với bên đen chúng ta sẽ cùng xem cho tục chiến của trận hình này thì bên đỏ là chọn biến hóa là mã thoái về ngay và đây là biến hóa không hay bằng tình huống cờ phá vượt qua bên đen của vương thì đây có hai bên có thể đi trong thực chiến thì vương cầm còn hạt xe hai bình có lợi 4 để bắt pháo trên tiên ngoài ra thì bên đen có một biến khác chơi cũng khá hay phương án rất thực dụng thôi đường g bình 7 tiến một là khiến cho bên đỏ đứng cái thế kém hơn khá nhiều các bạn thấy được bắt buộc là pháo phải vật qua khi đó thì bên đen sẽ có thờ cơ chạy còn xe 8 bình 7 để bắt pháo ngay ở đây thì có hai biến dành cho bên tiên trong bối cảnh mà bên đỏ xây lầm tiến pháo 3 tiến một đứng ở vị trí đầu tượng thì bên đen sẽ có thể ăn ngay bởi các bạn thấy nếu mà tượng À, vật vượt qua là có thể chạy còn à, pháo 8 bình 1 bắt chết xe ở đường biên. Như vậy bên đó thì bên đỏ sẽ kém phân, còn trong bối cảnh mà bên tiên cầm còn à, xe 4 bình 2 thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể điều còn à, xe 2 bình qua lộ 8 để phòng thủ ngay. Thế đây thì có hai phương án dành cho bên tiên lấy một chơi đối công bằng phương án phá vật tượng thì sao? À, khi đó bên tiên có thể ăn tượng về bên có ăn qua thì vẫn là tình huống cờ pháo vật qua thôi Các bạn thấy đây vẫn là cái bối cảnh mà bên đen còn xe phòng mã đứng ở cái thế phản tiên Trong một tình huống khác mà bên đỏ cầm pháo 3 tiến 1 thì sao Khi đó bên đen vẫn là tình huống cờ ăn cây Các bạn thấy được, được tự ăn qua thì bị pháo vật qua xe Còn trong bối cảnh mà xe 2 tiến 1 thì bên đen với hai xe cực khỏe hoàn toàn có thể triệt tiêu Còn mã nguy hiểm của bên tiên khiến cho bên đen đứng ở cái thế hơn quân chủ lực Như vậy cái biến đó các bạn thấy được là bên à, tiền sẽ không hay. Ở trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của vương không đi tình huống cờ binh 7 đến 1 hắn bạ ngay, anh lập tức cho C2 bình 4. Vẫn là tình trạng bắt đôi và bên đỏ ở đây đã quyết định phương án cờ là mã 3 tiến 5, à, tiền ma lên vị trí trung lộ để có thể tìm cách tấn công. Ngoài phương án trên thì bên đỏ có một lựa chọn khác có phần tốt hơn, đó là đường cờ xe 9 thoái 1, à, thoái xe khỏi vị trí nhạy cảm khi mà đang bị con à, pháo ở lỗ 8 của bên đen nhòm ngó. Các bạn thấy được đánh như vậy thì bên đen có hai cách thức có thể đi, một là phương án binh 7 đến 1 thì sao? Khi đó bên tiên sẽ có thời cơ cho pháo vật qua, bởi các bạn thấy nếu mà bên đen có chạy con xe 8 7 thì còn đó tình huống cờ tiên pháo qua để có thể ngăn đường, bởi các bạn thấy là con xe 9 đã thoái một rồi không còn đứng ở vị trí nguy hiểm của đường pháo chiến của bên đen. Bên đen từ đây có đánh tiếp bằng đường cờ pháo 8 5 để phá tượng thì bên đỏ hoàn toàn có thể vút mã qua để hình thành cái thế bắt xe ăn về qua đây và tiếp theo đường cờ chém tượng lên tốt mặc dù bên đỏ vẫn đứng ở cái thế kém hơn tuy nhiên với việc còn mã thủ và đứng ở cái vị trí này thì bên đen cũng rất là khó để thắng được trong cờ tàn như vậy biến uh, binh 7 đến một thì bên uh, tiên hoàn toàn có thể thủ được còn trong bối cảnh mà bên đen của vương cầm con sen pháo thì sao khi đó bên đỏ cũng có thể đi tiếp theo phương án đơn giản thôi. Đường cờ từ 5 đến 3. Đây là cái bối cảnh mà các bạn thấy là mặc dù là bên đỏ còn hai mã đứng khá chồng lên nhau. Tuy nhiên thì vẫn là cái trạng thái cờ có phần tốt hơn so với trong thực chiến của ván đấu này. Trong thực chiến quyền cờ chúng ta sẽ cùng xem thì bên đỏ của danh thủ chiếm hình ta cầm còn mã 3 đến 5 bút lên trung lộ và đây là một biến hóa không hay để cho bên đen của vương đơn giản đi đường cờ binh năm tiến một để hình thái bắt đôi Ngoài bên trên thì chúng ta có thể xét thêm một biến hóa mà bên đen sai lầm mà đi tình huống cờ là xe 1 đến 1 ăn pháo thì sao? Ở khi đó các bạn thấy được là con mã của bên đỏ thì có cơ hội để phát huy uy lực bằng tình huống cờ tiến mã tấn công, vừa bắt xe với có thời cơ để thoái về tốt. Bên đen có chạy xe qua thì bên đỏ có tình huống chạy con xe qua đây, hình thành cái thế bắt pháo ngay. Tới đây thì các bạn thấy được là bên đen thì không đứng được cái thế đẹp hơn quá nhiều. Tới đây thì có hai biến dành cho bên đen, một là phương án cờ binh 7 tiến 1 tiến tốt khi đó bên tiên của danh thủ triệu hâm sẽ có thời cơ thoái mã về trung lộ ngay để vừa bắt xe vừa có thể nhìn về con tốt của bên đen xe chạy thì có thể ăn đây các bạn thấy là đứng ở cái thế khá là cân bằng thôi trong một tình huống khác mà bên đen cầm con pháo giặt có biên thì sao khi đó bên đỏ có thể phóng xe qua đây để dùng tượng bắt pháo các bạn thấy nếu mà qua đây thì có thể thoái về thôi đã phục thủ pháp tiếp theo phương án cờ là thoái xe về để bắt pháo của bên đen rõ ràng đây là hình cờ mà bên đỏ thậm chí có phần tốt hơn trong hình cờ của bên vương nhất trong bối cảnh như vậy chúng ta sẽ cùng xét thêm một nhánh nhỏ ở đây nếu mà bên đen của vương xử lý bằng binh bảy tiến một trong bối cảnh như trên thì sao khi đó bên tiên của danh thủ chịu hầm hoàn toàn thì đi đường cờ là tượng ba tiến một để ăn pháo ngay hình cờ của hai bên đến một cái trạng thái về cơ bản là khá cân bằng như vậy tình huống đó là không hay đối với bên đen. Trong thực chiến quỳnh cờ thì bên vương với bản lĩnh của một cao thủ rất mạnh của làng cờ tướng Trung Quốc anh không đi tướng cờ là xe 4 tiến 1 để ăn pháo ngay đã lập tức đi binh 5 tiến 1 và triệt tiêu hoàn toàn thế công của bên tiên. À, các bạn thấy là con mã không thể thoát được. Bên đỏ cho pháo thoái về, bên đen của vương đơn giản binh 5 tiến 1 rồi và đã khiến cho bên tiên đứng ở một cái trạng thái vô cùng khó khăn. Binh 7 tiến 1, vương mã 3 tiến 5 tách xe qua tiếp tục là bình 7 chiến 1 để bắt mã ngay và trong thực chiến quỳnh cờ thì cảm thấy không đủ lực để thủ được thì bên tiên quyết định một trận tấn công bằng phương án cờ xe 8 tiến 7 để đối sát trước đối với bên đen à, các bạn thấy thêm trong bối cảnh mà bên đỏ chạy mã đi thì cũng không ổn à, khi đó bên đen hoàn toàn có thể dùng con pháo 8 bình qua lộ 4 ngay trong thực chiến quỳnh cờ thì đối mặt với ngoại tinh khách trong một hình cờ vô cùng ác liệt như vậy thì bên tiên của danh thủ chịu hâm anh ta lập tức đi tuồng cờ là xe 8 tiến 7 để chiếu tướng trước Vương cho thoái gì về phòng thủ Bên đỏ cho vật ngay Chiếu tướng và Tiếng huống cờ tiếp theo Phương án tiến xe để đánh sĩ Tuy nhiên các bạn thấy được mặc dù bên đỏ còn xe tốt Ở gần cung tướng Tuy nhiên thì bên đen hoàn toàn có thể Thủ khá vững trong bối cảnh như vậy Khi còn con mã đứng ở trung lộ Đồng thời đường con xe tám cực khỏe Bên tiên trong thế khó đi Thì đã liên tiếp đi đường cờ chiếu tướng để cướp thời gian Vương xuống tiếp tục chiếu lên và thu về bắt mã. Vương xe tám bình 4 ngay chấp nhận bỏ mã thì đối công đối với bên tiên. À, các bạn thấy được nếu mà bên đỏ cầm xe mã thì sao? Khi đó Vương sẽ có thời cơ dùng xe để chém xi ngay. Ép bên đỏ phải liên tướng và tiếp theo. Bình 7-1 cùng là đua công nhưng mà tốc độ công sát của bên đen là nhanh hơn. So với bên tiên của danh thủ triệu mâm. Trong thực chiến quyền cờ thì bên đỏ đã không dám manh động bên tiên cầm vị chống lên để phòng thủ trước và bên đen của vương đơn giản cầm mã nằm à, tiến ba thôi vút lên đầu tượng để tìm cách tấn công bên đỏ xe tượng để che đường vương binh 7 tiến 1 ăn trắng một quân của bên à, tiên tới đây thì các bạn thấy được là bên đen đã tới hơn tới hai đầu quân chủ lực à, xe phó mã đối mặt với xe tốt của bên tiên đứng ở một trạng thái không thực sự mạnh chúng ta sẽ cùng xem nhanh những thủ pháp điều quân chuyển vị rất hay của bên đen trong bối cảnh tiếp theo Bên tiên đầu tiên là tiên chiếu ép vương phải thoái về và dưới đây thì các bạn thấy được là những đường cờ tiếp theo của danh thủ chữ mâm là không có quá nhiều áp lực. Binh bảy tiến một vương cho thoái pháo về để ngăn đường tấn công của bên tiên. Binh năm tiến 1 vương cho thoái xe về mời đấu cây. Các bạn thấy rõ ràng đấu cây thì bên tiên hết lực đánh vào thua cuộc bắt buộc là phải thu xe về và tiếp theo thì bên đen vương nhẹ nhàng cầm còn mã ba thoái năm thoái mã bắt đôi tách qua và tiếp theo mã 5 tiến 7 vút lên đầu tượng chấp nhận bỏ pháo để công sát ngay trong thực chiến quyền cờ thì sau tình huống này của bên đen thì bên đỏ trong thực chiến danh thủ chữ mâm cũng đã phải buông cờ xin thua bởi vì các bạn thấy nếu mà sen pháo thì bên đen sẽ có thời cơ thả còn mã nằm tiền sáu ngay hình công là rất mạnh trong hình cờ như vậy nếu mà bên đỏ cầm xe thoái về thì đơn giản cầm mã sáu tiến bảy thôi bắt buộc là bên tiền phải phế xe thì cũng thua trong bối cảnh khác mà bên đỏ cầm si nhấc lên thì các bạn thấy được là bên đen hoàn toàn thể thi triển đường tấn công rất mạnh như sau đầu tiên là phương án lăng mã để chiều tướng ngay Thì đây có hai biến thành cho bên tiên Ở tướng qua thì có thể đi tiếp đường cờ là mã bốn tiến ba các bạn thấy đi thế nào thì bên đen cũng tăng khá nhanh thôi Ở tướng qua là tiến binh thua Ở tướng lên thì cũng là đường cờ tiến xe là cục ngay trong hình cờ mà bên tiên cầm tướng chạy xuống thì sao Ở khi đó bên đen hoàn toàn có thể tiến xe để chiếu tướng và lắc qua đó tình huống cờ là xe sáu tuổi 2, các bạn thấy cũng nữa là tuyệt sát thôi như vậy bên đó thì bên tiên cũng thua khá nhanh còn trong hình cờ khác mà bên đỏ cầm tướng để chạy qua lộ 6 để tránh đòn thì có được không khi đó thì bên đen hoàn toàn có thể thoái mã về tướng vào và đâm xe xe thái một các bạn thấy nếu mà lên tướng hay xuống tướng thì đều bị tình huống cờ lăng mã cũng là bí thôi bên đỏ chắc chắn là bại cuộc trong bối cảnh như vậy như vậy chúng ta có thể thấy được trong cái tình huống mà bên đen phê pháo thì rõ ràng nếu mà bên đỏ cầm xe ăn pháo là bị thua ngay trong hình cờ khác mà bên đỏ không cầm xe pháo thì cũng thua bởi nếu mà đi đường cờ là xe hai bình ba để cản hướng phát triển của đường mã thì bên đen của vương sẽ có tình huống cờ nhất còn pháo 8 đến hai để thì vừa nhìn qua tốt đồng thời đang phục cái thủ pháp chạy qua lỗ 7 để tấn công bên này có thu tượng về thì cầm pháo chạy qua các thấy hình cờ này thì rõ ràng là bên đỏ cũng không thể thủ được trong hình cờ mà bên đen tỏ ra quá mạnh và vật trội như vậy như vậy kênh học của tương lai vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn và lên trên một ván cờ rất hay của ngoại tinh lệ khách vương thất trong thế cầm hậu thủ đối mặt với pháo đầu của biên tiên đó giành thủ chịu hâm cầm tiên thủ. Xin kính chào hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Rất mong các bạn thấy thực like, đăng ký đón chào những chương trình mới của kênh trong thời gian tới đây. Xin kính chào hẹn gặp lại các bạn.